Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin tài chính với cuộc sống của Thời báo Tài chính Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cán bộ công chức viên chức ngành tài chính chung tay vì người nghèo. Cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành là phù hợp quy định hiện hành. Hải quan sẽ đồng hành tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Nhật Bản. Nhiều bộ ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn vay nước ngoài. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, vào ngày 17 tháng 10, thay mặt toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 tỷ đồng để ủng hộ cho người nghèo trên cả nước. Tối ngày 17 tháng 10, tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2020. Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại chương trình đã có hơn 220 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và cam kết ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 2.400 tỷ đồng. Trước đó, tại thảm xanh của chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận 5 tỷ đồng tiền ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tài chính hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mới đây, Công đoàn Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi các công đoàn trực thuộc về hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết thêm, Bộ đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất cấp khẩn cấp 6.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ nhà nước để ủng hộ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có công văn trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp một số vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Theo tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục đã chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng xuất hàng dự trữ nhà nước khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời sẽ triển khai nhiều phương án để hàng dự trữ đến tay người dân vùng lũ lụt được sớm nhất. Vào ngày 12 tháng 10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp tân Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam, bà Caroline Tux. World Bank là đối tác phát triển quan trọng đã tài trợ cho Việt Nam triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau ở các bộ ngành, địa phương trong cả nước. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Caroline Tux nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ trên cương vị là Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam. Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hy vọng với kinh nghiệm công tác cá nhân, thời gian tới thì bà Caroline Tux sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính với Chính phủ Việt Nam nói chung và giữa Bộ Tài chính với World Bank nói riêng lên tầm cao mới. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định World Bank là đối tác phát triển quan trọng đã tài trợ cho Việt Nam triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau và ở các bộ ngành địa phương trong cả nước. Các dự án, chương trình của World Bank đã góp phần chung vào những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam nói chung và cho ngành tài chính nói riêng. Phát biểu tại buổi tiếp, bà Caroline Tux cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa World Bank và Bộ Tài chính. Cũng tại buổi tiếp, bà Caroline Tux và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao đổi xung quanh tình hình phát triển kinh tế tài chính trong bối cảnh dịch COVID-19, đồng thời bàn thảo về tổng thể các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính, cũng như định hướng hợp tác xây dựng danh mục dự án trong thời gian tới, năm tài khóa 2021. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính. Việc ký kết này nhằm kế thừa và nối tiếp những thành quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua của bản ghi nhớ về hợp tác tài chính ký năm 2017 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế Quốc gia Hungary, nay là Bộ Tài chính Hungary. Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ tài chính sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Biên bản ghi nhớ sẽ giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là phân tích và dự báo tài chính, kinh tế vĩ mô, xây dựng chính sách và quản lý thu chi ngân sách, quản lý nợ công và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ, quản lý kho bạc và các vấn đề kinh tế, tài chính khác. Trước lễ ký, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Szijjártó Péter đã trao đổi tình hình hợp tác trên các mặt kinh tế, tài chính giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác song phương giữa hai bộ tài chính nói riêng.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp và những kết quả hợp tác mà hai nước đã đạt được. Bộ trưởng đã tái khẳng định sự cần thiết duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hungary bằng việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính cho giai đoạn mới. Bộ trưởng Szijjártó Péter bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và chu đáo của Bộ Tài chính Việt Nam, khẳng định Hungary mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả. Bộ Tài chính Hungary rất hài lòng với sự hợp tác của Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời đánh giá cao Việt Nam duy trì tăng trưởng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Vào ngày 13 tháng 10, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp về dự thảo đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị. Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã tham dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội thảo, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã thực hiện cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính mạnh mẽ. Theo đó đã cắt giảm hơn 1.926 dòng hàng, cắt bỏ 30 trên 120 thủ tục hành chính, tiết kiệm trên 12 triệu ngày công. Tương đương với 5.442.000 tỷ đồng là con số ấn tượng. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác cải cách của Bộ Tài chính mà trực tiếp là Tổng cục Hải quan. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thì mặc dù cải cách tốt như vậy nhưng mà doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa còn đang chịu nhiều thủ tục. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận giao Bộ Tài chính là cơ quan trực tiếp xây dựng đề án về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại cửa khẩu, theo hướng cơ quan hải quan là cơ quan duy nhất đầu mối kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ kiểm tra chuyên ngành theo hướng hậu kiểm. Và hiện nay thì Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo đề án. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết thêm, Bộ Tài chính đã họp nhiều lần với các bộ ngành chính thức xin ý kiến 2 lần đối với các bộ ngành. Bộ cũng đã tiếp thu và giải trình ý kiến của các bộ ngành. Các bộ ngành đã tham gia trách nhiệm chặt chẽ đối với dự thảo đề án. Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, sau khi rà soát các văn bản hiện hành, quy định cho Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm đầu mối kiểm tra chuyên ngành là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, không có nghĩa là giao cho cơ quan hải quan là các cơ quan kiểm tra chuyên ngành hiện tại không thực hiện nhiệm vụ nữa, mà tồn tại song song và cùng thực hiện. Trong giai đoạn đầu thì các bộ có chức năng vẫn phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi chưa sửa luật. Doanh nghiệp sẽ được phép lựa chọn cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Với những ý kiến đóng góp tại cuộc họp thì Thứ trưởng một lần nữa tái khẳng định đây là đề án khó, Chính phủ giao trực tiếp cho Bộ Tài chính, cơ quan hải quan thực hiện để tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính, chứ không phải là đề xuất của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để nghị định có thể bao quát hết được, thể hiện được nội dung cải cách, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm tải khối lượng công việc cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Vào ngày 16 tháng 10, tại trụ sở Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cùng với toàn thể cán bộ công chức văn phòng Tổng cục Thuế đã thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại buổi lễ quyên góp, văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Bộ Tài chính về ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Thuế, văn phòng Công đoàn Tổng cục Thuế đã phát động tuần lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, cán bộ, công chức văn phòng Tổng cục Thuế đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, hy vọng sẽ chia sẻ bớt những khó khăn, giúp đồng bào sớm vượt qua thiên tai và ổn định cuộc sống. Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, ngay trong ngày đầu tiên phát động, ban tổ chức đã quyên góp được hơn 140 triệu đồng. Điều này cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ, công chức văn phòng Tổng cục Thuế đối với đồng bào miền Trung ruột thịt. Tuần lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung của Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 23 tháng 10. Ban tổ chức kêu gọi tất cả các cán bộ, công chức tại văn phòng Tổng cục Thuế tiếp tục tham gia, hưởng ứng chương trình nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn. Vào ngày 16 tháng 10, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tại hội nghị, lãnh đạo cơ quan hải quan đánh giá cao tính tuân thủ hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Nhật Bản phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2015 đến nay, ngành hải quan và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam GCCI đã tích cực hợp tác chặt chẽ. Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan đã giới thiệu một số chính sách cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, với các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực hải quan được ban hành thời gian qua đã tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nói riêng. Thông qua các chính sách văn bản mới được ban hành, cơ quan hải quan mong muốn sẽ hỗ trợ đắc lực để doanh nghiệp hiểu sâu
hơn các quy định, điều kiện, chính sách ưu tiên, ưu đãi trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tại hội nghị, ông Hatsushiba, trưởng nhóm Hải quan Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam JCCI, đã bày tỏ cảm ơn Tổng cục Hải quan đã tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua. Tổng cục Hải quan cũng đã tiếp nhận hơn 50 ý kiến từ phía các doanh nghiệp, lựa chọn và lần lượt giải đáp thỏa đáng các nhóm câu hỏi liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu, giám sát hải quan, chính sách mặt hàng, chứng nhận xuất xứ, nợ thuế. Sự hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã mang lại hiệu quả cho cả hai cơ quan. So với trước đây, nguyện vọng của doanh nghiệp Nhật Bản đến với cơ quan hải quan dễ dàng hơn. So với những năm trước, số lượng vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản ít hơn, qua đó thể hiện hiệu quả của cơ chế phối hợp trao đổi thông tin kịp thời giữa hai bên. Chúng tôi mong muốn những vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được cơ quan hải quan tiếp thu, sửa đổi các quy định của Việt Nam. Mặt khác, doanh nghiệp và các cục hải quan, các chi cục cần chia sẻ thông tin thường xuyên để đạt được sự thống nhất trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Để giải quyết được các vướng mắc cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng cục Hải quan để đem đến một sự phối hợp mật thiết, hiệu quả hơn. Kết luận hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành nhấn mạnh, cơ quan hải quan đánh giá cao tính tuân thủ hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản và cơ quan chức năng phía Nhật Bản trong lĩnh vực hải quan. Trong đó, sự phản hồi đóng góp ý kiến từ phía các doanh nghiệp sẽ giúp cơ quan hải quan từng bước xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy định nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng. Đặc biệt, các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của doanh nghiệp luôn là cơ sở để cơ quan hải quan đẩy mạnh tối đa cải cách thủ tục hành chính, chính sách liên quan đến hải quan. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 85 năm 2020 quy định việc quản lý sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Theo quy định của thông tư 85, nguồn kinh phí dành cho hoạt động này từ ngân sách nhà nước. Trong đó, ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy cấp bộ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy cấp bộ. Kinh phí được bố trí trong dự toán thường xuyên hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như của các bộ, ngành. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan được giao nhiệm vụ này. Thông tư đã quy định cụ thể các nội dung chi như chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các cơ quan được giao nhiệm vụ, chi hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, diễn tập, công tác khen thưởng, phổ biến, tuyên truyền. Mức chi các nội dung nêu trên được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngoài ra, thông tư cũng quy định cụ thể việc lập, phân bổ dự toán và quyết toán đối với nguồn kinh phí này. Thưa quý vị, tại hội nghị với các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng năm 2020 do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 12 tháng 10, phần lớn các bộ ngành đều thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài. Bộ Tài chính cũng ghi nhận 10 trên 12 bộ ngành cam kết hoàn thành giải ngân. Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của tháng 9 đã đạt hơn 4.315 tỷ đồng, tăng hơn 558,6 tỷ đồng, tương đương với 3,14% so với tháng 8. Bên cạnh đó, thì 9 tháng đầu năm 2020, các bộ ngành còn tập trung giải ngân tiếp dự toán 2019 và phần vốn kéo dài chuyển nguồn trị giá 2.671 tỷ đồng. Một số bộ ngành đã có tiến độ giải ngân có tiến triển tốt nhờ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt. Việc giải ngân từ giờ đến cuối năm chắc chắn là Bộ Y tế có thể cam kết là giải ngân 100%. Và cũng thêm một cái nữa trong cái mặt tích cực này, đó là cái đợt này thì có cái sự chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế, hàng tuần là họp vào cái giải ngân này và giao cho các thứ trưởng đôn đốc tất cả những cái đơn vị, và cũng là cái sự tham gia quyết liệt của các vụ cục chức năng, thì Bộ Y tế phải nói là và cái vấn đề giải ngân rất sát sao, và một mặt thì nó giúp cho cái việc giải ngân của những tháng tới, và thứ hai là chúng nó cũng tạo đà cho cái việc thực hiện cái dự án của năm 2021. Việc mà tỷ lệ giải ngân của Bộ tạo tăng cao cũng là do chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ. Dục tạo như anh Hải nói là Bộ cũng đã thành lập kiện toàn tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn, đồng thời cũng đã phân công lãnh đạo Bộ trực tiếp, từng lãnh đạo Bộ sẽ trực tiếp phụ trách một số nhóm dự án, và trong tháng 9 và tháng 10 vừa rồi thì cũng đã trực tiếp tháo gỡ, làm việc trực tiếp với các cái dự án vướng mắc, đặc biệt là các dự án ODA, và Bộ tạo cũng cam kết là đến 31/12 thì sẽ hoàn thành 100% cái số vốn được giao sau khi trả lại 147 tỷ cho ngân sách nhà nước. Về kết quả giải ngân đến tháng 9 2020 thì Bộ Thông đã giải ngân được
26.760 tỷ, đạt 67,7% kế hoạch cả năm. Trong đó giải ngân vốn nước ngoài, vốn ODA đã giải ngân được đạt 52,8%, tức là giải ngân được 3.236 tỷ đồng vốn ODA, và vốn đối ứng thì đã giải ngân được 5.564 tỷ đồng trên 6.579 tỷ đồng, đạt 84,6%. Với cái mức giải ngân như vậy thì Bộ Giao thông Vận tải đã đạt được 66,76% kế hoạch Chính phủ giao và đạt hoàn thành trên 60% kế hoạch mà theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính ghi nhận 10 trên 12 bộ ngành trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết hoàn thành giải ngân sau khi điều chỉnh giảm một phần hoặc là toàn bộ kế hoạch vốn. Theo ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, hiện nay đối với kiểm soát chi thực hiện thủ tục kiểm soát xác nhận thanh toán, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện đúng quy định. Thời gian kiểm soát xác nhận vốn vay nước ngoài của Kho bạc tối đa không quá 3 ngày làm việc. Việc giao nhận hồ sơ và trả kết quả của Kho bạc Nhà nước đối với chủ đầu tư được thực hiện qua phiếu giao nhận đảm bảo đúng thời gian quy định. Về thời gian kiểm soát đơn rút vốn, đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, Bộ Tài chính đã rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ rút vốn hợp lệ chỉ trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc so với quy định hiện hành. Đối với các đơn rút vốn chưa đủ điều kiện giải quyết, Bộ Tài chính đã có công văn trả lại ngay để chủ dự án hoàn thiện. Qua quá trình theo dõi, đánh giá, công tác giải ngân và làm việc với các bộ chủ dự án, Bộ Tài chính nhận thấy kết quả giải ngân của các dự án sử dụng vốn ODA và ưu đãi vẫn tiếp tục thấp do chưa có khối lượng cho giải ngân. Cũng xin đề nghị là các cái bộ, các ngành chỉ đạo, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cái chủ dự án chúng ta làm sao để có công tác chuẩn bị hoàn thành các cái thủ tục trong nước, cũng như là đẩy nhanh các tiến độ của các dự án để chúng ta có cái khối lượng. Tôi cũng đề nghị là các bộ cố gắng làm sao đẩy được nhanh tiến độ dự án. Còn đối với cả hoạt động liên quan đến cái kiểm soát chi, liên quan đến cái giải ngân thì trong báo cáo chúng tôi nói rồi, tức là cái kiểm soát chi của Kho bạc, đến bây giờ kiểm soát chi Kho bạc cũng rất là nhanh, đặc biệt Kho bạc đã thực hiện cái kiểm soát chi theo trực tuyến. Chúng tôi sẽ cố gắng là tiếp tục để phối chặt chẽ với cả các cái bộ, các ngành để giải quyết cho các chủ dự án, để giải quyết cho thật sát những cái nội dung này. Cái con số mà các bộ, các ngành là cam kết số giải ngân 100% sau khi điều chỉnh thì các bộ, các ngành cũng phải cố gắng để đảm bảo cho đúng, không đến lúc tháng 11, tháng 12 lại xin điều chỉnh nữa, lúc đó là không còn có cớ đâu cả. Tiếp đó, vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài của các địa phương trong tháng 9 năm 2020 đã có cải thiện đáng kể, tăng thêm 8% so với tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, thì tổng giải ngân 9 tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu. Nếu so với dự toán giảm trừ do các địa phương trả lại dự toán, tỷ lệ giải ngân đạt 32,43%. Do đó, để đảm bảo phối hợp hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của các địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung giải quyết quyết liệt hơn nữa. Bộ Tài chính sẽ tiến hành ra soát và làm việc cụ thể với các địa phương và các dự án có số dư tài khoản đặc biệt lớn để thúc đẩy việc giải ngân. Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm dẫn đầu đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình và Nam Định về việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Dù còn gặp phải khó khăn, tuy nhiên thì ghi nhận tại một số địa phương, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp bước đầu được tiến hành bài bản và đều đặt quyết tâm cao để triển khai hiệu quả. Ghi nhận tại các buổi làm việc, thực hiện Nghị định số 58 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, các địa phương đều đã bắt tay vào cuộc. Theo đó, các địa phương đều đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp để người dân biết, đăng ký tham gia thực hiện. Cùng với đó, các quyết định về lựa chọn địa bàn được hỗ trợ cũng đã được phê duyệt. Riêng tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ. Các tỉnh Thái Bình, Nam Định đã thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác thực hiện triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đều khẳng định việc triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp là rất đúng và rất trúng nhằm mục đích hỗ trợ cho người nông dân khi gặp phải rủi ro, dịch bệnh trong sản xuất, chăn nuôi. Do đây là chính sách mới và do thói quen, tập quán sản xuất chăn nuôi của người dân chưa thay đổi nên quá trình triển khai còn gặp phải khó khăn. Tuy nhiên, các địa phương đều bày tỏ quyết tâm triển khai mạnh mẽ hơn chính sách này. Tại các buổi làm việc, đại diện đoàn công tác cũng đã đánh giá cao công tác triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp của các địa phương. Khi các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn đã tích cực vào cuộc và triển khai rất bài bản,
Đại diện đoàn công tác cũng đã trao đổi, giải đáp một số vấn đề mà từ phía địa phương nêu. Một số ý kiến đề xuất được nêu trong buổi làm việc sẽ được đoàn công tác ghi nhận và chuyển tải tới các cơ quan chức năng để tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhiều thông tin tích cực xuất hiện đã giúp cho các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán tuần qua lên mốc cao mới. Lực đẩy chủ yếu đến từ dòng cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong ngắn hạn thì thị trường chứng khoán được dự báo là vẫn có thể tiếp tục tăng, nhưng mà mức giằng co và sự phân hóa thì sẽ lớn hơn. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN Index và HNX Index lần lượt chốt tại 943,3 điểm và 139,82 điểm. Tính chung cả tuần, hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hướng lên, với VN Index tăng thêm 19,3 điểm, tương đương với tăng 2,09%, và HNX Index tăng thêm 2,91 điểm, tương đương với tăng 2,12%. Thanh khoản dù có diễn biến trái chiều nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao khi tiếp tục tăng mạnh trên HOSE với tỷ lệ tăng lên đến 24,5% so với thanh khoản của tuần kế trước, trong khi giảm nhẹ 3,2% trên HNX. Điều đáng nói là khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với tổng giá trị bán ròng trong tuần khoảng 1.593 tỷ đồng, còn trên HNX thì mua ròng nhưng với giá trị không lớn. Việc các chỉ số chính tiếp tục đi lên nhờ một số thông tin hỗ trợ đã đưa thị trường chứng khoán lên tầm cao mới. Thông thường, sau một giai đoạn tăng và không có thông tin hỗ trợ mới, thị trường lại bước vào giai đoạn giằng co theo kiểu mạnh dần của các chỉ số. Trong một bối cảnh như hiện nay, khi mà nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang là động lực hỗ trợ thị trường, thì khả năng các chỉ số chính vẫn có thể tăng trong thế giằng co và dòng tiền sẽ có sự phân hóa cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tài chính với cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.